Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Đến thời điểm này thì rất nhiều các bạn, các anh chị cũng quan tâm là làm sao cho táo ngọt, làm sao cho táo gọi là mã đẹp, rồi thì để cho an toàn và bán ra cao. Thì có rất nhiều cái cách để các bạn, các anh chị làm, và mỗi bác, mỗi bạn, mỗi anh chị thì đều có một cái kinh nghiệm riêng. Tuy nhiên ở trong cái video này thì mình cũng gửi cho các bạn, các anh chị gọi là vừa là cách làm của vài anh em nhé, ví dụ như của các anh ở Mường La nhé. Thì bình thường thì mình vẫn hướng dẫn và chia sẻ các anh chị em là tăng cường kali này, kali đơn hoặc kali tổng hợp NPK ấy. Cái hàm lượng kali nó cao ấy. Tuy nhiên là anh ở trên Sơn La thì anh làm mấy năm thì là anh phun kali sunfat đó. Vậy thì hôm nay thì mình sẽ gửi cho các anh chị gọi là đóng cái kali sunfat và gửi cho anh và bạn nhé, một số lượng gọi là siêu to khổng lồ luôn đấy. Đấy, và sau đó thì các bạn sẽ cùng thử thức táo và ra vườn táo ngắm táo các bạn nhé. Xin mời các bạn. Đây các bạn này. Đó. Kinh nghiệm làm táo ngọt của một vài bác tại Mường La, Sơn La đây nhé. Đây, thì cái này thì mình sẽ gửi cho anh và một anh bạn nữa nhé. Đó, mình được. Đấy, còn thì đây, của anh nha. Anh thì có cả siêu dẹp nhé các bạn nhé. Năm nay dẹp bông rất là nhiều này. Thì cái chắc chắn phải có siêu dẹp thì mới trị được. Vì năm nay cái dẹp bông cực kỳ nhiều luôn các bạn ạ. Đó. Này. Còn thì đây chính là cái mà tăng cái độ ngọt cho táo đây. Thì mình cũng tư vấn các bạn, các anh chị là một lần là bón gốc nhé. Mình cũng tư vấn cho anh học là anh thì bón gốc thì anh bảo không, anh sử dụng nhiều năm rồi. Sử dụng cái này ok lắm nhỉ, ok lắm. Cái này thì trước đây thì đội mình hay dùng cho cam các bạn ạ. Và táo thì lần đầu tiên mà mình thấy anh mà làm dùng rất là tuyệt vời. Và đây là toàn bộ là của anh hết đấy các bạn. Anh và một bạn nữa. Đó, toàn bộ chỗ này nhé. Các bạn biết bao nhiêu gói không ạ? Đấy, bao nhiêu gói không? Đó, lưng rổ luôn các bạn. Đấy, ngoài ra thì có cả siêu dẹp cho anh nữa. Đó, siêu dẹp cho anh nữa nhé. Đó, còn cái này thì dành cho các bác ở trong Nam này. Đó, Hugo này. Đấy, cho anh ở Nam Trực Ninh, Nam Định này. Đó, đây là về gọi là tạo cái độ ngọt cho quả táo là mình giới thiệu như vậy nhé. Còn các bạn canh chị thì cũng để ý là hôm nay có dẹp thì xử lý dẹp nhé. Mà dẹp thì rất là khó trị, phải có đặc trị nhé. Còn đây nó chính là siêu dẹp, đặc trị siêu dẹp đây. Đấy, còn thì đây mình, nó chính là về cái kali sunfat ấy. Đó, tăng cái đẹp mã, tức là siêu đẹp mã và tăng độ ngọt, tăng cái độ brick đây, đường này các bạn này. Đó, thì bác anh học anh làm nhiều rồi. Và năm ngoái năm kia thì mình cũng đã gửi cây cho anh ấy. Thì anh bảo cứ tìm cái này cho anh và gọi là gửi cho anh là ok nhỉ. Thì đây chính là của anh đây. Thì hôm trước mình cũng anh cũng nhắn tin, nhưng mà tin nhắn một ngày các bạn ạ. Tin nhắn một ngày thì gửi cho mình rất là nhiều nên mình bị trôi tin nhắn ấy. Nên là hôm nay anh mới gọi lại, mình mới kiểm tra lại thì hóa ra là mình chưa gửi cho anh. Rất là xin lỗi và thông cảm nhé, anh thông cảm nhé. Đó, thì em gửi cho anh nhé. Bởi vì các bạn mà anh chị mà đơn mà có thể chậm 1-2 ngày thì các anh chị cũng hết sức thông cảm. Bởi vì thứ nhất là cây cối một buổi thì mình đóng cũng rất là nhiều luôn. Nên là các bạn, các anh chị cũng hết sức thông cảm. Bởi vì là những cái đơn nhiều hoặc là đơn gấp ấy thì mình sẽ trả trước. Còn đơn bé thì mình sẽ gửi sau nhé. Đấy, ví dụ như là đơn ngày hôm nay là chính là của chị Huyền tại Cao Phong, Hòa Bình nhé. Đấy, thì anh chị cũng thực sự là cũng rất là có duyên các bạn ạ. Từ năm kia rồi, lúc mà Covid các thứ ấy, gửi xe rất là khó. Và lúc đó thì mình đã gửi cho anh từ xe lên Mỹ Đình rồi. Thì các loại cây từ năm kia và năm ngoái nữa, và năm nay nữa, thì anh cũng giao lưu rất là nhiều. Anh bảo thực ra là để anh em biết đến nhau và gọi là tin tưởng ấy, thì anh luôn ủng hộ mình mà lấy bên nhà mình luôn. Và cũng anh cũng bảo, mình cũng mời anh là về chơi, và mình cũng có hứa là lên trên ấy, nhưng anh em vẫn chưa một lần gặp mặt nhé. Đó, thì vừa nãy cũng điện thoại cũng nói chuyện trò cũng rất là lâu đấy. Và cảm ơn anh chị nhé, luôn đồng hành ủng hộ. Hy vọng là anh sắp xếp thời gian để về quê của Núi Đồi Ngạn để thăm cánh đồng táo quê mình nhé. Đây, còn thì cây táo thì đây em sẽ đóng gửi cho anh nhé, anh Huyền nhé. Chúc anh chị luôn sức khỏe và thành công. Anh chị ở trên đấy thì
chăn anh nói chia sẻ là đang gọi cho chạy lợn đấy, gọi là làm trang trại lợn và mở rộng táo từ năm ngoái năm kia nữa rồi, và đều là cây giống bên nhà mình cả luôn thôi. Đó thì đây là những cái cây này, thì anh có thể là vì anh nói là anh đang có việc bận nên là cứ gửi bầu cho anh. Một số thì gửi dễ trần đúng nhỉ, còn thì bình thường thì các bác đều biết là cây táo trồng thì dễ trần thì rất là ok đây. Đây đây là cây cây trần đây, đây cây xuân vàng đây, lát mình sẽ gửi đây. Đây là cây Đài Loan này đó, và đây nữa là đại mật đây các bạn đó, đây đại mật đây. Thì đại mật đây thì bác nào lấy bầu thì cũng có bầu nhé, bác nào lấy dễ trần cũng có dễ trần luôn nhé. Đó, đại mật đây đấy thì mình cũng sẽ gửi luôn. Và tổng đơn của anh chị Huyền nó rơi vào hơn 200 cây cơ, nên một buổi tối thì mình sẽ làm sao để gói cho anh chị này đấy, và một vài các anh chị, một số bạn nữa nhé. Đây như bạn này có 3 cây lẻ thôi, nói chung là ít cũng gửi vào nhiều mình cũng gửi. Các bạn cứ yên tâm là cứ đến với kênh Núi Đồi Lục Ngạn thì thứ nhất là cây giống đảm bảo, thứ hai là chuẩn chỉ giống, thứ ba là ít nhiều mình đều gửi nhé. Thứ tư nữa là trong cái quãng thời gian vừa rồi thì mình đánh cây hơi sớm các bạn ạ, đánh cây hơi sớm một chút thì có một số cây, một số vừa rồi các anh chị cũng báo chụp ảnh gửi lại thì mình đã gửi bù lại cho các anh chị. Nói chung là chết mình bù, các bạn cứ yên tâm để cứ đảm bảo cho cây cho các bạn các anh chị, nên là các bạn cứ hoàn toàn yên tâm nhé. Và có gì thì cứ báo lại mình gửi free lại hết cho các bạn các anh chị luôn, và có khi còn biếu tặng thêm nữa đấy, là quan điểm rất là rõ ràng để anh em làm việc, bởi vì anh em đã luôn luôn tin tưởng ủng hộ rồi nên là mình cũng không không quản ngại công xá. Tóm lại là lỡ lãi cái gì thì không biết, nhưng quan trọng nhất là lãi tình cảm các bạn ạ. Đó thì cũng xin cảm ơn các bạn các anh chị nhé. Thì cây táo nào ví dụ mình cũng đều ví dụ lấy 1-2 cây thì mình cũng vẫn gửi, mà lấy hàng trăm hàng nghìn cây thì đều ok hết. Ví dụ lấy như thế nào thì mình đều ghi giống, ghi ra đấy để cho các bạn các anh chị không bị nhầm lẫn nhé, được chưa? Đó thì bây giờ mình sẽ đóng gói nhé, đó cho chị Huyền đấy. Thì chị Huyền thì và một vài các bác anh chị em nữa đó, thì có cả cây trần cả cây dễ bầu đấy. Và đợt này thì mình sẽ gửi shipper luôn, còn những lần trước thì mình gửi xe, nhưng gửi xe thì mình phải bắt 2-3 chuyến xe nên nó rất là vất vả, nên là thôi mình sẽ gửi cây cho anh chị tại nhà luôn đây. Còn thuốc thang các thứ cũng như là cái việc mà tạo độ đường độ ngọt cho táo thì rất là quan trọng, thì các bác anh chị cũng có thể tham khảo nhé, tham khảo kinh nghiệm của anh học, anh học bởi vì đây là cái mà quan trọng nhất. Đấy, anh học tại Mường La Sơn La, anh và một bạn nữa đấy, thì mình sẽ gửi luôn cho các anh chị các bạn, và chúc các anh chị thành công. Còn bây giờ thì mình sẽ thực hiện cái khâu đóng gói đấy. Đó. Đây đây là lô đại một bầu mình xếp vào trong cái hộp này, này để gửi Hòa Bình thì chắc chỉ hôm trước hôm sau thì đến nơi thôi. Đấy, còn đây là cây dễ trần này, để mình bó vào trong này. Đó. Đây còn những cái hộp đây. Đấy, đơn hộp nhỏ này. Còn cái cây này thì mình bỏ bớt một chút đất ra nhé, bỏ bớt một chút đất ra để cho nó nhẹ và cho nó đỡ nặng nhé. Đó, và sau đó mình sẽ xếp vào cái hộp này. Hộp này rất là cứng cáp luôn. Nói chung là cái cây dễ trần cũng rất là ok thôi. Quan trọng là anh ấy chưa có đất nên là anh không ươm được, anh không có thời gian để anh ươm ấy. Còn nếu bình thường dễ trần này các bạn trồng cứ tươi ẩm lên hết nhé các bạn nhé, yên tâm. Đó. Đây, cái đống hộp này sẽ để đóng gói hết luôn thì các bạn. Thời tiết thì sáng nay không khí lạnh về các bạn ạ, đang mưa nhé, đang gọi là mưa phùn và ẩm trời đây. Đây thì còn cây táo cho kênh chị em đây, mình đang đóng vào hộp này rất là to và nặng luôn nhé. Tuy nhiên là vận chuyển thì cũng rất là ok thôi. Đó. Cây trần, cây bầu rồi các loại luôn ở trong hộp, trong ngoài đóng này. Thì thoải mái luôn các bạn anh chị nhé. Thì miền Bắc khoảng 2-3 ngày, còn miền Nam thì 4-5-6 ngày sẽ đến nơi thôi. Cây thì cũng rất là ok rồi. Đó, thì bạn cứ việc trồng thôi. Thời tiết nó rất là thuận lợi cho việc trồng cây các bạn nhé. Đó. Mưa ẩm rồi các bạn, nếu không mưa ẩm thì các bạn chuyển tưới đều, tưới ẩm là cây sống khỏe thôi. Từ đầu năm cuối năm có quả. Đó là như vậy thôi. Đúng ra là
đến thời điểm này thì là bón kali nhé. Kali thì các bạn có thể là bón cái hàm lượng NPK ấy, bón cái dạng NPK nhưng mà K nó cao lên, hoặc là bón kali đơn nhé, kali đỏ nhé, hoặc là có thể là kali siêu ngọt nhé. Thế còn như anh học và một số cái chị em khác thì đang sử dụng cái kali sunfat bằng cái dạng phun ấy, kích thích phun vừa tạo quả vừa cái độ bóng ấy. Thì mỗi các bác anh chị thì mỗi người một cách. Còn bây giờ mời các bạn sẽ xuống vườn táo nhé. Táo đây. Đó, quả giờ nó đã vàng hơn rất là nhiều, tức là cái thời tiết nó rất là thuận lợi cho táo chín rồi. Và mã nó vàng hơn các bạn ạ, mã đúng xuân vàng nên là mã nó vàng hơn rất là nhiều và nó đẹp hơn nhé. Đấy, còn đây là bà chị cắt ngọn để đóng hộp, đóng thùng này. Cắt ngọn táo để đóng thùng chuyển táo đi. Đấy, còn phía dưới này thì nói là cái lượng quả phía ngọn của nó bi thì cực nhiều, to thì cũng đã đang chín này. Để những quả nhìn rất là bự mắt, rất là thích mắt luôn các bạn. Một số là nhìn nó phấn trắng rồi các bạn nhé, phấn trắng nhưng mà không phải bệnh đâu, mà là phấn kiểu phấn lớn ấy. Này nhìn nó mà xài thì nhìn rất là thích mắt. Quả này có thể là hái được rồi này. Đó. Còn Đài Loan thì có lẽ là phải tầm từ giờ đến cuối tháng nhé. Bây giờ thì hiện tại giờ đang làm gọi giữa tháng 10 một chút, gọi là từ giờ đến khoảng tuần hoặc là chục ngày nữa là có táo đài chín là ok rồi. Thế còn như ngoài ở vườn đây thì đã thấy thi thoảng nó từng quả táo đài loan chín nhé. Đó. Còn xuân vàng thì giờ nhìn quả rất là rực rỡ rồi. À, phía dưới này xem tình hình thế ra sao. Thế nhưng quả kia nó vàng rộm luôn các bạn này. Wow, cây này to dựng đứng luôn này. Wow, toàn cây cổ thụ, cây gọi bách niên dài lão luôn này các bạn ạ. Toàn cây dậy cổ mười mấy năm tuổi. Đó. Cây như cây bonsai các bạn nhé. Cây như cây bonsai luôn, cao ngoành ngoàng luôn. Đây, còn cái vườn này thì là năm ngoái tôn đất nhưng mà cây nó kiểu tôn đất ấy các bạn. Tôn đất lên xong này đất núi, đất đồi không lên được ấy. Vì trước đây là cánh đồng trũng không? Xong trồng không lên là đánh cây năm 2 nhưng mà đánh thằng đăng bị vàng cây này. Đấy, cây táo này. Còn bây giờ mình mời các bạn sẽ cùng vào cái đám ở sát đường này xem mức độ chăm bón nhé, tăng cái độ ngọt thế nào các bạn nhé, tăng cái độ ngọt, tăng cái độ ngon của quả ra sao, bởi vì đó là cái chất lượng quan trọng nhất mà. Wow, quả to không có nhưng quả nhỏ thì rất nhiều. Các bạn nhìn này. To cũng có nhưng mà nhỏ thì cực nhiều luôn. Đứng ở đường là thò tay là hái luôn được. Wow. Đây, rồi, lên phía trên thì nữa xem. Wow. Đấy, cây cả cây vàng rộm luôn này. Còn bây giờ mình mời các bạn thử test thử táo nhé, xem cái độ ngọt không nhé. Đấy, mời các bạn. Rất là ngọt và tuyệt vời các bạn. Đấy, ngọt lắm. Cái độ đường, độ brit nó quan trọng. Có nhiều bác thì không thích ngọt quá, sợ bị tiểu đường thì bác bón làm vừa vừa phải phải. Còn nếu các bác mà thích độ ngọt nhiều ấy thì đấy có thể là sử dụng cái các loại tổng hợp. Các bạn có thể là dùng cả đạm cá rồi giấm chuối rồi thì hữu cơ đúng không nhỉ? Đấy, tăng cái độ ngọt và nó cũng quyết định như thời tiết các bạn ạ. Thời tiết nó cũng quyết định cái độ ngọt của táo nữa. Đó. Ví dụ như mưa các bạn nhé. Nếu mà mưa thì đương nhiên nó sẽ làm nhạt táo tương đối là nhiều.
Còn nếu thời tiết mà hành khô thì nó dễ làm hơn bạn, nếu hành khô thì dễ làm hơn nhé, còn nếu mưa thì sẽ khó khăn hơn. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Đến thời điểm này thì rất nhiều các bạn các anh chị cũng quan tâm là làm sao cho táo ngọt, làm sao cho táo gọi là mã đẹp, rồi thì để cho an toàn và bán ra cao. Thì có rất nhiều cái cách để các bạn các anh chị làm, và mỗi bác, mỗi bạn, mỗi anh chị thì đều có một cái kinh nghiệm riêng. Tuy nhiên là trong cái video này thì mình cũng gửi cho các bạn các anh chị gọi là vừa là cách làm của vài anh em nhé, ví dụ như của các anh ở Mường La nhé. Thì bình thường thì mình vẫn hướng dẫn và chia sẻ các anh chị em là tăng cường kali này, kali đơn hoặc kali tổng hợp NPK ấy, cái hàm lượng kali nó cao ấy. Tuy nhiên là anh ở trên Sơn La thì anh làm mấy năm thì là anh phun kali sunfat đó. Vậy thì hôm nay thì mình sẽ gửi cho các anh chị gọi là đóng cái kali sunfat và gửi cho anh và bạn nhé, một số lượng gọi là siêu to khổng lồ luôn đấy. Đấy, và sau đó thì các bạn sẽ cùng thử thức táo và ra vườn táo ngắm táo các bạn nhé. Xin mời các bạn. Còn bây giờ mình mời các bạn thử thức tiếp một quả đào vàng nhé. Cái quả táo này thì các bạn cũng vẫn phải dùng cái độ ngọt, bởi vì nó có thể là táo chua các bạn nhé, chua chua rôn rốt, nhưng vẫn phải kết hợp. Đấy, các bạn có thể dùng nhé, dùng có thể dùng như anh Học hoặc là các anh chị em khác. Đấy, còn mỗi bác, mỗi anh chị có một cách làm riêng thì các bạn có thể comment cùng chia sẻ giao lưu lên là cách làm như thế nào nhé. Mình mời các bạn. Đây, quả táo đào vàng kiểu nó chín quá này các bạn này. Nó chín quá thì bao giờ nó có màu thâm thâm này. Tuy nhiên là ăn nó rất thơm và ngon nhé. Đó, mời các bạn. Cái này để nếu mà nóng ngày mai là nó sẽ bị hỏng nhiều này. Quả nó bị chín quá. Đấy các bạn, để chín quá nó vàng. Đào vàng chín quá. Đó, vỏ nó bị thâm này. Còn một số giống táo thì ví dụ như là táo đại hoặc là một số giống táo mà nó vỏ nó mỏng ấy, quả nó to nó cũng hay bị chín quá, tức là để là nó bị nhanh bị thế này này các bạn này. Đó. Ăn nó chua chua rốt rốt và tầm này ăn nó bột bột. Mùi thơm đặc trưng của táo luôn đấy. Quả của nó này nhìn nó phê. Thời tiết bây giờ thì nó đang hẳn lên này các bạn, hẳn to lên đây này. Và nhiệt độ nó dự báo là một vài ngày nữa là nhiệt độ lên đến 30 độ đấy các bạn. Đó, nhiệt độ nó, mà nhiệt độ nó cao lên ấy thì cái tốc độ chín nó còn nhanh hơn nhé. Mời các bạn. Cái thời tiết hôm nay buổi sáng thì nó gọi âm u, và nó không có 2-3 ngày nó không có đợt nắng nào, không có cái giọt nắng nào luôn các bạn nhé. Mấy hôm vừa rồi không có một giọt nắng nào luôn ấy. Đấy, nhưng mà bắt đầu sáng ngày hôm nay có dự báo là không khí lạnh về, mới giờ nó hắn nắng nó hẳn lên và nhiệt độ nó cao. Dự báo nhiệt độ nó sẽ tăng vọt đấy. Tăng vọt lên thì táo nó sẽ cực kỳ chín nhanh các bạn nhé. Nên các bạn lưu ý là cái ra thăm vườn thường xuyên này, và cái mức độ về xử lý gọi là dùng gián tiếp nhé, treo xua đuổi ruồi vàng các bạn nhé. Đấy, treo xua đuổi ruồi vàng và gọi là xua đuổi và diệt ruồi vàng ấy, thì đến thời điểm này thì các bạn cũng hạn chế là không phun trực tiếp rồi, thì chúng ta dùng các biện pháp gián tiếp nhé, để làm sao nó quả nó an toàn nhưng mà nó vẫn bảo vệ được cái quả táo của mình các bạn ạ. Đó, rất là quan trọng đấy. Thì ngoài cái việc tạo độ ngọt, tạo độ ngon, tạo độ bóng và tạo cái chất lượng cho quả táo, thì vẫn phải giữ gìn cho cây táo của mình làm sao nó đảm bảo không bị phá, bị sâu nhỉ. Đấy, ruồi vàng, nhện đỏ các thứ là mình vẫn phải để ý và quan sát thường xuyên các bạn ạ. Thì thực sự là các bạn, các anh chị cứ hỏi táo làm táo thì có khó không, mà thực ra là khó thì không khó, nhưng quan trọng là chúng ta biết được cái đặc điểm của nó nhỉ. Đấy, vì thời điểm này là thời điểm làm gì cũng nhỉ, nên làm gì và xử lý thế nào nhỉ, thì là ok thôi. Nói chung là cái việc mà chăm sóc ấy, thì mình xin nói qua qua đó là từ lúc mà trồng đến lúc mà ra hoa đến lúc có quả non ấy, gần như là chỉ gọi là
có sâu thì xử lý sâu thông thường thôi, còn bắt đầu có quả vào thì bắt đầu chúng ta mới chăm sóc, còn gần như lúc đó lúc trước khi có quả thì gần như bỏ hoang các bạn nhé. Đó thì của các bạn các anh chị thì tình hình bán đến đâu rồi, giá cả thế nào, còn giá như ngày hôm nay thì cũng đã cao lên đấy, tương đối là cao rồi, cao ở khu vực này thì mua cao nhất đến 25.000 một cân rồi, 25, 20, 21, 19, nói chung là giá nào quả nào ra đấy, chứ không phải là cứ quả táo là 25.000 các bạn ạ. Đấy, quả to bự thì giá nó sẽ khác hơn với quả nhỏ các bạn nhé, mỗi quả một giá. Tóm lại là nhìn thấy táo thì sẽ nhìn thấy tiền, nên là các bạn cứ yên tâm rằng cứ có táo là có tiền, còn quan trọng các bạn làm đẹp thì giá cao, quả to thì giá nhảy nhé. Và hai nữa là để cho nó độ nó ngọt nó ngon thì các bác tăng cường phân nước, đúng nhỉ, phân nước đầy đủ, vừa thu hái nhưng vẫn vừa xử lý nước non nhé. Đấy, đây như nước đây các bạn nhìn thấy không, tưới gọi là ẩm hết đất luôn đấy, vừa này cũng hái được rất là nhiều rồi. Đó, thì cũng gửi các bạn các anh chị một chút cái tình hình gọi là thứ nhất là về cái độ tạo ngọt, gọi là trên cái video chia sẻ cho các anh chị các bạn về cái việc mà tạo ngọt cho cây táo. Đấy, tạo ngọt cho quả táo các bạn nhé, tạo độ ngọt cho quả táo thì người bón người phun. Còn như ở chỗ mình thì cũng có, nói chung là cũng có rất nhiều các bác phun nhưng mà tùy thôi. Đây còn thì các bác như anh học và các bạn các anh ở khu vực Sơn La thì làm cũng đã rất là thường xuyên rồi nên mình cũng chia sẻ để giao lưu, còn bạn nào mà muốn sử dụng hoặc bạn nào đã sử dụng thì các bạn comment lên, còn bạn nào muốn sử dụng thì alo cho mình các bạn có thì các bạn dùng, còn nếu không có thì mình gửi thuốc thang cho, còn cây giống thì gửi cho anh chị Huyền nhé. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị Huyền tại Cao Phong Hòa Bình, vì các bác ở Cao Phong Hòa Bình thì cũng là một những anh chị, không chỉ những anh Huyền, chị Huyền đâu, còn như anh Cường và các gia đình các anh chị khác nữa, luôn luôn đồng hành ủng hộ kênh Nuôi Đồng Cạn từ rất nhiều năm nay rồi. Các bác mở rộng từ cam sang táo, đó thì cũng đó là cái sự tin tưởng mà các anh chị cũng như là gia đình dành cho mình luôn. Thì một nữa xin cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị thành công nhé, vì là khu vực trên Cao Phong Hòa Bình thì các anh chị trồng rất là nhiều, mở rộng đến thời điểm này ra hàng nghìn cây rồi, một nhà rồi đó, và các anh chị cũng thu được vài chục tấn rồi, đến như đến năm nay cũng vài chục tấn rồi. Đấy, thì các bác làm cũng tương đối là ok rồi. Thì qua cái kênh hôm nay, qua cái video hôm nay thì cũng vừa cập nhật giá táo, vừa cập nhật gọi là cách làm tăng độ ngọt cho quả táo này, rồi thì chia sẻ qua với các bác các anh chị về cái thời điểm này là làm gì so với cây táo các bạn nhé. Đấy, thì cũng cảm ơn và xin chúc sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn các anh chị ở trong các video clip tiếp theo. Chúc bà con chúng ta được mùa được giá, và xin mời các bạn ăn quả táo ạ.